Viettel chính thức phát hành siêu phẩm Badlanders. Tải ngay trên Google Play và App Store. Vâng, thưa quý vị, khách mời đặc biệt của ngày hôm nay, Hoa hậu Việt Nam Mai Phương Thúy, thì có thể gửi lời chào tới tất cả mọi người không? Cho Thúy được gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán giả, đặc biệt là cô chú, bên gia đình, tất cả mọi người đã đến đây ngày hôm nay ạ. Rồi, đây là lần thứ mấy Nu tham gia, Thúy tham gia những cái show diễn của Nu? Đây không phải là buổi diễn đầu tiên mà Thúy đến đây xem Nu hát, nhưng là buổi biểu diễn gần đây nhất trong vài năm vừa qua. Thực sự thì Thúy nghĩ là trong số tất cả những người ở đây, ngoại trừ những người rất là thân thiết như gia đình, thì Thúy là một trong những cái người hâm mộ đầu tiên của Nu. Ngày hôm nay còn là ca sĩ trẻ thì Thúy những ngày đấy thì đã là hoa hậu, đã nổi tiếng rồi, thì cũng ngồi ở đây như là Thúy Anh, còn ông ấy đi bây giờ thì là trước khi các bạn hò hét cho Nu xuất đỉnh thì ngày xưa là có Mai Phương Thúy làm công việc rất giống như các bạn, nhưng mà bây giờ mình lớn hơn một chút rồi, mình ngồi mình im, ngồi cười luôn. Bây giờ là mình nền nã hơn đúng không? Mình gọi là thế hệ đi trước thì mình nhường sân khấu cho các em tỏa sáng, mình luôn về một phía sau thôi. Thầm lặng vỗ tay. Thế ngày hôm nay nha, đến cái show của Nu, từ nãy đến giờ thấy hát rất nhiều bài, Chạm Khẽ Tim Anh Một Chút Thôi này, rồi Bức Thư Tình Đầu Tiên Và Anh Sẽ Là Người Của Đàn Ông Của Đời Em này, rồi Mất Cả Thế Giới, toàn nhìn thấy cái khóc đấy. Thế khi mà Nu nhìn thấy thì em thấy thế nào, em có cảm nhận gì không? Em thấy trả lời đậm đà nha, mình là hoa hậu này. Em thấy rất xấu hổ, em thấy rất xấu hổ, rất là ngọt ngào. 50% xấu hổ, 50% ngọt ngào. Ngoài ra còn gì không? Nhưng mà không ngọt ngào bằng những lúc mà bọn em gặp riêng. Sao tôi trả lời được không ạ? Vào top 3 không ạ? Vậy là ngày mai các anh chị phóng viên báo chí sẽ có thêm được nhiều cái dữ liệu để có thể hoàn thiện được những cái bài viết của mình đúng không ạ? Với cái thông tin là gặp riêng là thú vị hơn là gặp ở chỗ đông người như thế này. Mai Phương Thúy tâm sự thật. Và bây giờ để có một lời dành riêng cho Nu quý vị, bạn sẽ nói điều gì? Anh đang đứng gần xong mà nghe đấy. Thúy chỉ muốn gửi lời cho Nu rằng là có lẽ trước đây, bây giờ và mãi về sau thì cũng sẽ không thể nào tìm được một người nghệ sĩ có thể yêu âm nhạc và thăng hoa trên sân khấu tốt hơn như thế. Thế ngoài âm nhạc ra thì mình có nhắn gửi thêm gì không? Tiện mình nói luôn. Xấu hổ. Xấu hổ thật. Anh là em rất là xấu hổ bởi vì em là hoa hậu đàn chị của rất nhiều cô ở đây. Có những cô đã quay sau em phải 10-15 năm mà trong các cô ấy còn chín chắn đĩnh đạc cả một tại hoa hậu em. Còn em như bây giờ mà em cứ trong cái fan girl 15 tuổi thì xấu hổ đứng ở đây, anh cần hỏi khó em luôn. Rồi ok, cảm ơn anh Thúy rất là nhiều. Rồi bây giờ xin mời Thúy sẽ trở về vị trí ngồi của mình nhé. Và một lát nữa chúng ta sẽ xuống để tiếp tục những cái câu chuyện. Viettel chính thức phát hành siêu phẩm Badlanders. Tải ngay trên Google Play và App Store.